Vâng, xe con mà. Hả? Về sớm. Chắc mười mấy. Hả? 15, 16. Thế nào? Hai bươi còn chả lấy được. Mắt ngu. Đấy, phải ấy tiền đâu. Mấy quả hỏng và cái gì này. Bây giờ bỏ cái cuốn cái này cũng sợ lắm rồi nữa. Cái này về mai chợ đem hết. Tí nữa mà bây giờ không đóng, tí nó nắng nóng nó ấy không thì nó... Cái này mai thì... Cái này một xốp được bao nhiêu cân hả bác Tạ? 50 cân. 50 cân hết được á? Đóng gói.